Đổi đây, đổi vua linh, đổi đổi vua linh đây. Giảm có 185 triệu thôi. Đây là chị chủ xe U Linh đằng trước nhá. Đang, chị đang thử V3 này. Để đổi đây, đổi vua linh. Đổi vua linh đây. Quả chị là 120 cây nhỉ? Thì độ quan sát không bao quát được bằng xe của chị. Nhưng chị mà cần cao, ngồi cao hơn đúng không? Chị cần ngồi cao hơn thì là hàng này ok, nhưng hơi thấp. Với chị thì là hơi thấp. Ghế này nó hơi thấp thật. Cái tay lái này thì nó nhỏ hơn, cảm giác nhỏ hơn cái xe kia. Xe kia lại to hơn nữa cơ. To hơn một tẹo thôi, không đáng kể. Nhưng cái chỗ ngồi thì ngồi thấy thoải mái á? Cũng thoải mái, nhưng mà cái thuyền này hơi thấp. Chỉ cao 1m54, 1m55 gì đấy, nhưng chị vẫn phải nghiến nghiến. Tất nhiên vẫn lái tốt, nhưng mà ý đang nói là để mà nhìn ngồi con xe kia của chị nhìn chị bao quát được hết. Vì cái đầu xe nó ngắn, to chắc chắn hơn con Wuling mini dởm của chị. Gần 20% pin. Đấy, thì sau đó thì chị lết cố được khoảng hơn chục cây nữa thì còn khoảng 7% pin. Thì là chị dừng chị không đi nữa và sạc. Tức là chị căn cái đoạn tầm về gần nhà chị thì chị sạc thôi. Cũng được. Thế là không, con đấy đi được okay. Nếu nói là về kinh tế ok. Con đấy một tháng của chị cày ra con đấy phải gần 20 triệu. Chạy ăn nghe. Chạy đấy chị nhận đón học sinh nhá. Xong rồi chị nhận ship ở khu nhá. Xong chị nhận đưa đón từ nhà nổi, từ các sảnh đi ra nhân gian Hà Nội. Nhìn con này có vẻ hầm hố hơn nhỉ. Vâng, đúng không? Hầm hố. Đây đầy đủ các công năng hơn xe kia. Cái cân số các thứ, cân số điện tử các thứ nó cũng tiện. Nhìn nó ngoài hơn. Nó thích hơn. Chị dùng sẽ thích hơn đấy. Nó đi rồi, đi nó sẽ chắc hơn con kia. Kể cả không đi nhìn ở ngoài là đã thấy chắc hơn rồi. Con kia em chỉ định mua VF3. Đây này. Bác này em ơi, ngó tiếp ạ. Bác hàng xóm, bác chủ nhà đấy. Ở chủ nhà bác ấy đang tham khảo dòng xe điện. Để cho con rể mua đấy. Chắc con này thì đóng cửa thì chắc. Đóng cửa thì cảm thấy sẽ dễ hơn so với U Linh ấy. U Linh nó nặng hơn. Đúng rồi, U Linh là hơi nặng mà thực ra cái tiếng ồn của U Linh hơi ổn. Bật điều hòa đến số tăng lên số 2 là bắt đầu đã thấy kêu rồi. Con này thấy nghe chứ. Con này mà chị đi 40 cây trên phố là gần như là không thấy ồn luôn. Nó rất êm như con U Linh kia thì em thấy đi ồn. Vâng. Con này mát sâu hơn. Con U Linh của chị mát cái chế độ làm mát kém. Nói tóm lại là mỗi cái nó có một ưu riêng. Con này mát lạnh lắm chị ạ. Mát lạnh đây, như thế này là chị thấy mát lạnh này. Buổi trưa nóng 40 độ mà mát lắm. Đây lại thêm đây nữa, nhiều cửa gió nên là mát. Chị hôm nọ chị cũng định bán con kia nhưng mà nó giảm có 185 triệu thôi. Bây giờ là rẻ, bây giờ là 197 triệu mới. 197 mới thì bây giờ chị bán 180 là vẫn còn đấy. Nhưng mà nó vẫn theo. Thì tại vì con này cọc nó lâu, mà cái thứ hai nữa là chị thấy cái sạc pin nó còn bất tiện quá. Nó không được như con của chị. Đâu vẫn sạc ở nhà được thoải mái chị. Thế á? Vâng. Đến 10 năm này nó bắt đầu bán sạc ở nhà này. Cái cửa này là răng nó chắc này. Vâng, đúng rồi. Nó không như U Linh. U Linh cái răng cửa đẹp. Nói chung là nếu mà tiền thì chơi con này được. Vâng. Ok, bye bye, em cảm ơn nhá.